Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong ngày và đêm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác cục bộ, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối hôm nay đến ngày mai, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày hôm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực Hà Nội, ngày mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C. Phía Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, có nơi dưới 24°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ cao nhất từ 34-37°C, có nơi trên 37°C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C. Khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C. Khu vực Nam Bộ, mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi trên 34°C. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm kia đã có mưa to diện rộng đạt khoảng 80%. Dự báo trạng thái thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa to hơn từ ngày hôm nay do có một áp thấp hoạt động kích hoạt gió mùa Tây Nam mạnh lên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có báo cáo tình hình nhiệt độ tăng cao, tổng lượng mưa bị thiếu hụt, gây hiện tượng khô hạn trên phạm vi cả nước trong 5 tháng đầu năm, đồng thời dự báo xu thế từ nay đến tháng 11 năm 2023. Báo cáo do ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích các hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng ở miền Bắc chỉ đạt 30-50% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ Hòa Bình vẫn đạt 89% do được cấp nước từ hồ Sơn La. Tổng dung tích các hồ thấp hơn năm 2022 khoảng 4,5 tỷ mét. Khối mực nước trong một số hồ chứa như Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Sơn La ở mức rất thấp, báo cáo cho biết. Tại miền Trung và Tây Nguyên cũng đang tương tự.
Tính đến ngày 18 tháng 5 vừa qua, mực nước các hồ chứa thủy điện trong khu vực ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường 5 đến 15 mét. Dung tích của các hồ chứa thủy điện chỉ đạt 45-80%, một số hồ dung tích thấp hơn 40% như hồ Na, Cửa Đạt, Bản Vẽ, Trà Sâm, Un Hạ, Yali, Buntura, Thác Mơ, Đơn Dương, Đại Ninh, Trị An. Các chuyên gia khí tượng cho rằng thời tiết khắc nghiệt năm 2023 đã và đang hiển hiện rõ rệt thông qua các số liệu về nhiệt độ, lượng mưa, dòng chảy. Cụ thể, từ tháng 3 đến nửa đầu tháng 5 năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 10 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong tháng 3, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5 đến 1 độ và trong tháng 4 cao hơn 1 đến 1,5 độ. Riêng Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa đầu tháng 5 năm 2023, trung bình nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên cao hơn từ 1,5 đến 2 độ, có nơi trên 2 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng ít gặp, cho thấy nền nhiệt ở nước ta trong các tháng qua nóng hơn bình thường ở mức đáng lo ngại. Cùng với hiện tượng nền nhiệt nóng lên thì lượng mưa đã sụt giảm rõ rệt ở nhiều khu vực. Trong tháng 4, tổng lượng mưa trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30 đến 60%. Một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 70 đến 100%. Nửa đầu tháng 5 có mưa nhưng phân bố không đều. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ, hầu hết thấp hơn từ 30 đến 80% khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Tây Nguyên cao hơn 30 đến 100%, khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 30 đến 70%. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2023 sẽ còn khắc nghiệt và cực đoan hơn khi trạng thái thời tiết chuyển hẳn sang El Nino thời gian qua. Để giảm ngập khi có mưa, đơn vị chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều công trình duy tu, sửa chữa hệ thống cống, kênh rạch, cửa xả và vận hành trạm bơm cố định để tăng cường khả năng thoát nước. Tuy vẫn còn nhiều điểm ngập lụt chưa được xử lý triệt để, trưa ngày hôm kia, sau cơn mưa xối xả kéo dài, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng lênh láng nước. Người dân than trời di chuyển chật vật qua đoạn ngập, trong đó nhiều xe chết máy do ngập nước. Lúc 12 giờ trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Gò Vấp, quận 5, quận 8, quận 10 và thành phố Thủ Đức. Mưa trắng trời đổ xuống bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân trên đường trở nên bất tiện, đặc biệt là khi đi qua những đoạn ngập cao. Tuy nhiên, cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng gay gắt đến quắt người. Đầu giờ trưa ngày hôm kia, trời bắt đầu chuyển mưa, sau đó mưa xối xả ở nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Ghi nhận tại quận Gò Vấp, một số tuyến đường bị ngập sâu, người dân bỉ bọ dắt xe chết máy qua dòng nước ngập cả bánh xe. Mưa trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp như Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối ngập nặng khiến xe cộ đi lại khó khăn. Vào buổi trưa ngày cuối tuần, vất vả dắt chiếc xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Hồ Ngọc Lãm, ông Thơ, 67 tuổi cho biết, hôm nay trời đổ mưa bất ngờ khiến xe ông vừa gặp đường ngập đã không thể chạy được. Lâu quá không đi nước nên nó vậy. Đang đi mà rớt mất cái ba lô. Giờ mênh mông nước không biết kiếm ở đâu đây. Ông nói rồi vội tìm lại ba lô của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!